Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Eko Gherkin, người chịu trách nhiệm về vụ bắn máy bay MH17, bị tù vì chỉ trích Putin. Ngày 27 tháng Giêng, BBC Tiếng Việt đăng phóng sự bắn rơi máy bay MH17 hay xúc phạm Putin. Lý do nào đã tống Igor Gherkin vào tù của một biên tập viên tiếng Nga từ Moscow? Tác giả tường thuật như sau. Lần cuối cùng tôi thấy Eko là cách đây 5 năm, ở cầu thang tại trụ sở của một hãng thông tấn ở Moscow. Ông có thể cân nhắc cho tôi một cuộc phỏng vấn không? Tôi hỏi. Không, ông trả lời cọc lóc và chạy đi. Hôm nay tôi lại gặp ông ấy. Không có cầu thang nào cả. Lần này, Gherkin ở trong một chiếc lồng sắt bị cảnh sát vây quanh tại tòa án thành phố Moscow. Cùng với các hãng truyền thông khác, chúng tôi được phép ghi hình ông chỉ một phút trước khi phiên tòa kết thúc. Một chú chó cảnh sát liên tục sửa, Gherkin thấy điều đó thật thú vị. Bản án ngắn như vậy. Vài phút sau, ông bị kết tội hoạt động cực đoan và bị kết án 4 năm tù giam. Đây không phải là bản án đầu tiên của Gherkin. Và đây là hình bài trên BBC. Tác giả cho hay, tại thành phố Đà Hát năm 2022, Gherkin đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế kết tội vắng mặt vì tội sát hại 298 người, gồm hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay dân sự MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Tác giả tiếp tục tường thuật lại cuộc phỏng vấn Gherkin qua điện thoại như sau: "Tôi không công nhận thẩm quyền của tòa án Hà Lan về vấn đề này", ông ta nói với tôi. "Tôi là một quân nhân và tôi sẽ không chấp nhận việc tòa án dân sự có thẩm quyền ở nước ngoài kết án một người tham gia vào cuộc nội chiến của người khác chỉ vì là thường dân của họ bị giết". Ông có biết ai đã bán hạ chiếc máy bay không? Quân nổi dậy không bắn hạ chiếc Boeing, tôi không còn gì để nói nữa. Nếu không phải quân nổi dậy, thì có phải là lính Nga hay không? Tôi hỏi. Vậy thôi, tạm biệt. Ông ấy cúp máy. Theo tác giả, bây giờ Gherkin sắp vào tù, nhưng không phải vì tội giết người hàng loạt và không phải vì những mạng sống. Và đây là hình máy bay MH17 của hãng Malaysia bị tên lửa của lực lượng ly khai thân Nga tại Donbass bắn rơi. Ông Gherkin, bí danh Akor Stilkov, là một cựu tướng tình báo của cơ quan an ninh liên bang Nga. Năm 2014, Gherkin tổ chức và chỉ huy lực lượng dân quân thân Nga ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine năm 2022, Gherkin, người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đã trở thành một blogger ủng hộ chiến tranh nổi tiếng. Vẫn theo tác giả, ông ngày càng chỉ trích cách chính quyền Nga tiến hành cuộc chiến là chưa đủ cứng rắn. Ông thành lập một phong trào dân tộc theo đường lối cứng rắn, mang tên Câu lạc bộ những người yêu nước giận dữ. Vấn đề của Gorkin bắt đầu khi ông bắt đầu trút giận lên Tổng thống Vladimir Putin. Ông mô tả Putin là vô giá trị và làm chập chỗ một cách hẹn nhát. Vài ngày sau ông ta bị bắt, bây giờ ông đã bị xét xử và kết án. Tất nhiên, mức án 4 năm tù là nhẹ so với các hình phạt khác mà tòa án Nga đưa ra gần đây. Và đây là hình ông Igor Gherkin, tác giả tường thuật tiếp. Vài chục người ủng hộ ông Gherkin đã tụ tập bên ngoài tòa án thành phố Moscow để hô vang, trả tự do cho Stilkov. Nhưng trong giọng nói của họ có rất ít niềm lạc quan. Họ đã đưa một người yêu nước Nga ra xét xử, một người Denis nói với tôi tôi hy vọng người dân của chúng tôi thức tỉnh và chiến đấu. Đáng tiếc là chúng tôi không thấy có nhiều sự phản kháng, mọi người dường như đang lẫn trốn. Trong đám đông còn có đại tá đã nghỉ hưu và người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thẳng thắn Vladimir Foskov. Sau khi nói với tôi rằng Nga sẽ luôn là kẻ thù của phương Tây, anglo saxon và đảm bảo với tôi rằng sự tan rã của Vương quốc Anh là không thể tránh khỏi, ông Vaskov tuyên bố rằng Gherkin đang bị trừng phạt vì chống lại hệ thống. Trong những năm gần đây, hệ thống tập trung vào việc dọn dẹp bối cảnh chính trị Nga của những người ủng hộ dân chủ, những người chỉ trích và thách thức thân phương Tây. Tác giả kết luận, bản án tù dành cho Gherkin cho thấy chính quyền Nga hiện đã quyết định trấn áp những người chỉ trích từ phía đối lập, những người được gọi là những người yêu nước cực đoan. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Igor Gherkin, người chịu trách nhiệm về vụ bắn máy bay MH17, bị tù vì chỉ trích Putin. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tội lỗi của sư Thích Trúc Thái Minh ngày 24 tháng Giêng trên trang Facebook Châu Đoàn, trang cá nhân của nhà báo Đoàn Bảo Châu có bài Sự nguy hiểm của thầy. Bài viết bình luận về quyền lực của tôn giáo khi nhà tu hành dẫn dắt cả triệu tín đồ đi theo, nghe theo và làm theo những gì họ nói. Đặc biệt, trong bối cảnh Phật giáo vẫn chiếm một phần quan trọng trong tâm thức của đa số người Việt, đồng thời sự bế tắc trong đời sống xã hội đã khiến người ta chỉ biết dựa theo niềm tin mù quáng thì những ông thầy như sư Thích Trúc Thái Minh cực kỳ gây hại cho xã hội. Và đây là hình status trên trang Facebook Châu Đoàn. Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Trong lịch sử nhân loại, tôn giáo luôn là một thế lực đáng kể, cạnh tranh với quyền lực của những người đứng đầu bộ máy quyền lực như vua chúa. Trong xã hội hiện nay, đạo Phật vẫn chiếm một phần lớn và quan trọng trong tâm thức người Việt người tổng kinh gõ mỏ thì nhiều người thật sự chịu học để hiểu sâu sắc và giáo lý nhà phật thì ít đa phần chỉ thích tin theo lời đồng đoán Mách bảo của người khác để đến với một ông thầy nào đó để rồi đỡ mệt đầu khỏi phải đọc sách thầy suối gì thì làm nấy thầy dạy gì cứ làm theo tiết kiệm được thời gian neuron có hỏi hè chị em anh em cùng niềm tin vừa vui lại có vẻ theo trên đúng đắn trong lành Tôi được nghe bao trường hợp vì tin một ông thầy, một bà mẹ về bán đất cúng dường, hàng tháng chu cấp cho thầy, trong khi con cái thì đang khó khăn. Có bà phá bàn thờ tổ tiên, cấm cúng bái như xưa bởi thầy dạy không được làm như vậy. Và đây là hình sư Thích Trúc Thái Minh, chủ trì chùa Ba Vàng, một ông sư đầy tai tiếng vì những trò mê tín dị đoan có nhà có con mắc bệnh đã nghèo nhưng vẫn lặn lội cả ngàn cây số lên chùa ba vàng để mong được gặp thầy thầy làm lễ ngăn ngừa tai họa tôi biết là vị thầy này đã bị kỷ luật mà đây không phải lần đầu vấn đề ở đây là những tổn thất đã được gây ra bởi những lời dạy nhảm nhí vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm trả tiền cho những nạn nhân khi họ vì lòng tin mà mất tiền đương nhiên là không ai có thể trả họ tiền ở Việt Nam đến một đại án như chuyến bay giải cứu mà còn không có nạn nhân nào được đền bù, thì mất tiền vì niềm tin vào những ông thầy nhảm nhí sẽ giống như thả tiền theo gió mà thôi. Lỗi này thuộc về các cơ quan quản lý và cụ thể là thuộc về giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các vị đào tạo thế nào mà ra những vị thầy nhảm nhí này vậy? Nói dối một cách trắng trợn và ngu xuẩn trước công luận mà cứ ào ào như đúng rồi, cứ như thể các vị ấy tin vào lời của chính mình thật. Cứ như thể những lời ấy sẽ biến thành một thứ khí thánh mà nhân quần hít vào, phúc lộc sẽ tràn vào bản thể của họ vậy. Và đây là hình vật được Sư Thái Minh gọi là xá lợi tóc Phật. Trong khi ấy, những người viết với mục đích khai dân trí một cách đích thực, một cách chính thực, thì hơi một tí là bị quy là phản động với thế lực thù địch. Đội quân, dư luận viên, bằng tuổi con cháu, sẵn sàng gọi họ là thằng, là con. Thật chẳng khác nào, không khí bừng bừng khí thế thời cải cách ruộng đất. Người yếu bóng vía không thể biết được những điều họ nghĩ thật sự. Đến blog cũng mỏi tay và mất thời gian rồi, chưa kể bao lần còn bị gọi điện, dọa kéo đến nhà, đập vào mặt, như các bạn đã chứng kiến trường hợp của tôi. Xã hội xấu bởi hai nhóm người, nhóm người biết mà không nói, Nhóm người không biết thì lại nói và hành động như thế họ biết rất rõ. Tôi hy vọng thầy Thích Trúc Thái Minh sẽ không có những phát ngôn để đời nào nữa. Tội lỗi như vậy là khá nhiều rồi đó. Hãy chậm lại, học thêm và làm điều gì đó thật sự tốt cho chúng sinh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tội lỗi của sư Thích Trúc Thái Minh Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.